Vâng, xin được kính chào tất cả quý cô bác anh chị khách hàng của Mộc Nam Huy. Hôm nay cơ sở sẽ dẫn tất cả cô bác anh chị đi xem một lần cưa gỗ của cơ sở sẽ như thế nào nhá. Và ngày hôm nay thì cơ sở Mộc Nam Huy sẽ cưa một cục gỗ gõ đỏ ba chi và mục đích làm sản phẩm đó là làm mẫu Minh Quốc đào đó. Và ở những nhát cưa đầu tiên thôi, cô bác anh chị đã thấy chưa, đây là một cái cục gỗ rất là đẹp nha. Về cơ bản thì đã trúng về cái phần vân rồi đấy. Trước khi làm một cái sản phẩm gì thì cái việc xẻ gỗ là công đoạn đầu tiên đó. Muốn đóng một cái sản phẩm gì không cần biết, nhưng đầu tiên là phải cưa gỗ, phải có gỗ đã. Thì với cục gỗ này, dự định của cơ sở bên em là sẽ vào vừa đủ cho hai bộ Minh Quốc đào hoặc là mẫu nghê, tính theo dự tính ban đầu. Tuy nhiên khi mà bên em xẻ những cái cục gỗ này ra thì có một cái điều mà nó cực kỳ là may mắn, đó là càng xẻ vào trong thì gỗ lại càng đẹp đó. Vậy nên thì cơ sở sẽ lấy tối đa về các cái bộ mặt trước, tập trung vào lấy những cái phần mặt về 3 phần nguyên tấm như các anh chị đang xem ở đây đó. Tại vì khi đi xẻ cây thì các bác biết là cái giá của cây mặt lúc nào thì nó cũng đắt hơn là cây xương đó. Thì sau khi xẻ được những cái bộ mặt của một cái mặt dưới trước rồi thì cơ sở lại lật một cái tấm gỗ lên, lật ngược lại để tiếp tục xẻ cái mặt vân đẹp trước. Lật lên tiếp thì vẫn tiếp tục là cưa 3 phần các bác nhé. Đó, khi cưa gỗ thì cũng chia sẻ thêm với cô bác là cần phải biết nhìn gỗ cơ. Thứ nhất là nhìn cái cục gỗ mà nó còn vuông thành sắc cạnh ấy. Sau đó chúng ta nhìn vân để làm sao mà chúng ta xẻ được những cái tấm gỗ mà vừa là lục lạc, đó, vừa là vân đẹp. Thì sau khi mà bên em lật lật hạ cái tấm gỗ lên thành 2 lần, mặt dưới mặt trên, thì xẻ được là hơn chục tấm mặt. Đó. À, cái điều này là trước hết thì đó là một cái niềm vui của sự gọi là may mắn khi mà những cái bộ mặt này đã đủ theo cái yêu cầu và đủ theo cái dự định của mình mong muốn. Thì sau khi đủ mặt thì sẽ tới tới tim rồi thì bắt buộc là phải dựng đứng lên. Đây là một cái phần gọi là quan trọng đây. Thì sau khi lạc hết được gỗ đẹp rồi thì chúng ta sẽ đến các cái phần gỗ mà có cái tiêu chuẩn nó vừa hơn, vân nó vừa hơn, gần như là chúng ta đi bóc bìa đấy. Thì tới đây thì cơ sở sẽ lọc được 4 tấm ván cánh, còn sau đó thì chúng ta sẽ vào tới xương luôn, có nghĩa là vào tới những cái tó ghế này, rồi những cái cột ghế đây đấy. Nhưng mà cắt thì là vẫn cứ cắt lựa gỗ lục lạc cắt trước đấy, để vào được đúng bộ ghế cho đẹp. Còn tấm gỗ cuối cùng, cục gỗ cuối cùng mới là cục gỗ để yên, là cục gỗ ôm tim hoàn toàn 100%. Thì kết thúc một hôm một buổi đi cưa thì như các bác thấy đây, toàn bộ đây là thành phẩm một cục gỗ nó rất là đẹp và gần như là vấn đề tim và tì vết là rất là ít. Và để vào được hai bộ ghế thì sau khi cưa xong, cơ sở chuyển về mục đích là sẽ làm Minh Quốc đào hoặc là quốc nghê. Mời các bác cùng theo dõi ở những video kế tiếp nhá.